tại sao Mỹ luôn cố vị trí top 1? Tại vì nó đất làm chim đậu con. Tại vì trên đời nó có giấc mơ Mỹ nha. Chừng nào giấc mơ Mỹ nó biến mất đi rồi thì Mỹ nó mới còn top 1 nữa. Đó. Nhưng mà khổ một cái mấy thằng tự cho là top 2 nó cây cú mấy em. Anh không tiện nói thằng nào nha. Có mấy thằng tự cho nó là số 2. Đó, nó cây cú một số 1 lắm. Tại vì Mỹ không có phong trào thẳng bình, không có giới trẻ nằm một chỗ không làm việc bậy bạ không à. Ồn hao bển đó, khi Mỹ đen đồ này nọ nghỉ ở nhà trợ cấp không đó con. Mấy bạn nói về Mỹ không có phong trào nằm chỗ là lộn rồi. Ở Mỹ có hai chỗ, có hai cái mà làm cho mấy Mỹ riêu nó bực mình lắm. Thứ nhất á, là nằm một chỗ ăn trợ cấp không đi làm, khai thất nghiệp. Cái thứ hai nữa là nằm chỗ đẻ cho lắm vào, đẻ 8 9 10 đứa con luôn. Ở đâu chẳng có ít nhiều, bợ Mỹ ghê thế. Bợ Mỹ dù gì thằng nào bợ. Nói chung mấy em đừng dùng chữ bợ này nọ kệ, cái này nó cái bất lòng của em, hiểu không? Nhiều khi đó suy nghĩ của người ta thôi, còn suy nghĩ người ta không giống mình thì thôi, mà chịu khó lắng nghe thôi, đúng không? Ngón tay cũng ngón dài ngón ngắn mà, không trên đời có con ruồi đực cũng có con ruồi cái, lâu lâu có con ruồi bd. Mấy em khó quá, mấy em nó bợ bợ vậy, mấy thằng nó bợ Trung Quốc thì sao? Giờ hỏi nè, thằng bợ Mỹ chơi với thằng bợ Trung Quốc nào nhục hơn nào? Mỹ phân cực nội chiến giờ thì vỡ nợ tới nơi rồi, nằm mơ đi con. Còn mấy thằng hộ chiếu trắng bóc ngồi đó nhận định Mỹ phân cực. Mấy bạn ở Mỹ nghĩ sao mấy bạn? Thằng hộ chiếu đánh bóc nó bay vô đó, Mỹ phần cực nội chiến tới nơi thì mở nợ gì kìa. Fed tăng lãi suất ghê của anh, chắc thế giới suy thoái rồi anh, đúng. Thằng Fed nó tăng lãi suất để nó bảo vệ nền kinh tế của nó, khiến cho nền kinh tế của thế giới bị nội thương mấy em. Có ông thượng nghị sĩ Mỹ cực đoan đòi cấm tóc trên toàn nước Mỹ, ứng dụng thôi mà đã sợ, làm gì đối đầu được với Trung Quốc. Thằng nói chuyện nghe mắc cười vậy mày ơi. Đâu có chuyện nước người ta cấm sao cấm kệ bà, quyền của người ta. Vậy thì thằng Trung Quốc cấm Google sao mày không nói? Một đất nước nào nó có cái quyền người ta điều hành đất nước đó. Còn nếu mà mấy em nói Mỹ nó chơi không phe thì mấy em coi lại Trung Quốc chơi có phe không? Trong khi Trung Quốc cấm cả đống. Mẹ đằng này có thằng TikTok thôi đó sồn sồn. Trung Quốc không có cấm Google, tại Google tự rút đi. Ừ mấy em Google ngu dữ ta. Trời đất ơi, thị trường 1,4 tỷ cái account mà đi rút. Google này thiệt tình á, thằng Google này chắc rửa tiền quá mấy em. Chứ Google nó ngu sao nó giàu dữ ta, không hiểu. Gì Google tuổi gì với Baidu hả? Vậy sao mày không dùng ạc Baidu mày comment đi. Thằng Quốc Dũng đó mấy em, ở bữa nay đâu thằng Thành Trung nè, thằng Quốc Dũng nè, với thằng gì nữa, với thằng Trí Minh, ở bữa nay ba thằng luôn mấy em. Nó bộ ba xô đâm nó ra rồi đó. Nghe nói Mỹ tự do ngôn luận lắm, nay cấm đón thì cực đoan. À, như vậy nói Trung Quốc nghiêm khắc tự do thì phải tự nhục. Ủa mà nói chuyện nghe mắc cười quá. Cái chuyện tự do ngôn luận là chuyện khác, còn cái chuyện mà luật nó cấm không cấm mới khác. Vậy nói như mày, dụ như giờ á, bây giờ ví dụ như giờ á, bây giờ cầm súng bắn người ta đúng không, mà bây giờ luật á là cái đó là sai, theo cái lý lẽ của mày á, nói là giờ thao quyền tự do là phải cho bắn lộn hả? Một cái thằng lớp 3 trường làng rớt bị đặt nói về quyền tự do ngôn luận đồ. Đó, Trí Minh nữa mấy em. Có biết Mỹ cấm TikTok vì lý do gì không? Mà đó đem tự do ngôn luận là quyền cá nhân chứ đâu phải là của thực tế rồi đó. Vì thằng Mỹ nó sợ TikTok vượt mặt Facebook gì đó, sợ mất chén cơm nên kiếm cớ cấm thôi. Thì nếu mà vậy được cũng được, có sao đâu. Ủa nó cấm là quyền của nó, thằng kia cấm được thì thằng này cấm được, khóc cho phí khô gì. Cứ cho là như vậy đi, thì kệ mẹ nó, chuyện của nó đúng không, đâu gì đâu. Ví dụ thằng Mỹ nó cấm TikTok, ủa có liên quan tới mấy em không? Không có liên quan tới mấy em đúng không? Cái ba đó đi. Jay nó cung cấp thông tin kìa mấy em. US Senate muốn pass bill cấm TikTok. Dân Mỹ nào yêu TikTok thì phản đối, hoặc thậm chí troll mấy ông đó thì đó. Đúng thì làm theo rồi. Đúng rồi, Jay cung cấp kiến thức tốt, Jay chạy cảnh được nha mấy em. Thôi, Trí Minh này đưa nó lên đi, nó biến độc quá. Anh nghĩ thằng này nó khùng cái chủ đích chứ, thằng tự nhiên nó không có độ khùng nó mức vậy mấy em, hiểu không? Rồi, ok, thằng Trí Minh này trình gà, anh để cho mấy em tự động đập nó luôn. Anh đồn ke nó, thằng Tài Trần là công dân Mỹ nó nóng rồi nè nha mấy em, nó comment rồi kìa, được ok. Thằng Tài Trần nó nóng rồi kìa. TV nó mà chiếm Đài Loan có chip mạnh nhất gì thế giới thì Mỹ ăn cám thôi. Bởi vậy mấy thằng trẻ trâu bây giờ đi cổ xí đi xâm chiếm. Nói chuyện nào là biết trẻ trâu rồi, thời buổi nào mày cổ động đi xâm chiếm. Mấy thằng này đưa ra mà gặp cái gì vì Trương Phạm với Anthony là khoái lắm. Trương Phạm với Anthony vô gặp mấy này là kể như mở cờ vậy. Vì bọn Mỹ cấm tóc chả là cái đinh gì với bọn Tàu cả. Covid cũng đâu là cái đinh gì của Tàu đâu, Tàu mạnh lắm mấy em. Nên giờ thôi Mỹ nó thích nó cấm tóc kệ bà đi, chứ ký coi gì chỉ liên quan tới mình đâu. Nên sao mấy bạn ngồi mấy bạn khóc giùm cho Trung Quốc không à, khổ ghê vậy đúng không? Trung Quốc là nước siêu cường, bạn không cần khóc cho Trung Quốc đâu, Trung Quốc mạnh lắm. Cả thế giới điêu đứng vì Covid này nọ kia. Vì tụi Tàu tự tạo sân chơi cho riêng chúng nó thì bình thường. Đúng rồi, thì tự tạo sân chơi riêng chúng nó là bình thường, nhưng mà sân chơi đó có Ngọc Lê không? Ngọc Lê phải ủng hộ nữa thì mới được. Người ta cấm chip con chút xíu mà sợ thưa lên WTO. Làm Mỹ sợ quá cấm thêm 36 công ty luôn và sản xuất chip cho đỡ sợ. Trí Minh nữa kìa mấy em.
Đủ ghê chưa? Trí Minh nó ngáo rồi kìa. Trí Minh nha. Anh gì có ý định đi Vạn Lý Trường Thành không anh? Chắc không rảnh chứ em. Chắc không rảnh. Mặc dù anh chưa đi Vạn Lý Trường Thành nhưng mà chắc anh không rảnh. Anh busy rồi. Mai mốt gì Trung Quốc mai mốt đẻ con đông ở Mỹ đông, chắc tương lai không có người nào gốc Trung Quốc làm tổng thống không. Thì bây giờ mày qua bên Mỹ á, mày nói ví dụ như mày đi du học hay mày đi du lịch gì đó, hay là mày đi gì đó, mày đưa quốc tịch Trung Quốc ra cái coi nó đối xử mày sao, hiểu cái gì. Chứ này chuyện này chuyện kín nha mấy em, không tiện nói đó. Tại nói ra nó kỳ quá hiểu không, tức là tao đi học thôi mà sao chơi khó vậy được. Nhưng mà thực tế nó có đó. Thực tế nó có mà. Tại vì bên Mỹ á, nó ghét nhất là chuyện sai mục đích, em hiểu không? Thí dụ như em, người ta hỏi em qua Mỹ làm chi, em nói em qua Mỹ em lấy vợ, nhưng mà tự nhiên mốt nó phai đau ra em qua Mỹ em lấy chồng. Tức là sao? Tức là em sai mục đích. Thì cái vụ này nó liên quan tới cái vụ du học Trung Quốc nữa. Đó, nằm ở chỗ đó nữa. Mấy hộ chiếu đánh bóc sao hiểu. Vì Trung Quốc mai mốt có người gốc Hoa lên làm lên làm tivi, nó tha hóa cả nước Mỹ cha đùa. Nằm mơ đi con. Mấy hộ chiếu trắng bóc nằm mơ dễ thành sự thật lắm em. Mà thành sự thật trong cơn mơ của nó nha. Chưa nói hết, 100 ca dân tivi bị ảnh hưởng từ dịch thì Mỹ cũng khốn đốn, lao đao, khổ sở, thiếu công nhân sản xuất. Đừng tưởng Mỹ ngon. Đù mà thiếu công nhân sản xuất cái tên là khốn đốn luôn hả? Mày thấy giờ tự nhiên á, công nhận mấy thằng làm mướn giờ vai trò nó quan trọng ghê mà ơi. Thiệt luôn á. Quá làm công xưởng tưởng đâu mình làm chủ không à. Mối quan hệ win-win tivi có mệnh hệ gì kéo Mỹ đi xuống là nhân tài bỏ hết, lực nước tivi mạnh và một dân tộc vẫn trụ vững được. À, mày đã đúng rồi đó. Tại vì Trung Quốc là một dân tộc nên Trung Quốc cùng nhau dìu nhau đi qua khỏi cơn Covid. Mà cái chữ Zero Covid bảo đảm lịch sử sau này 100 năm của Trung Quốc sẽ viết lại thành những trang sử, gọi là gì ta, dùng từ cho hợp lý ta, những trang sử hay đi. Ừ, vậy đi. Vì thiên triều làm thuê, học lóm, tiệt chiêu làm chủ, mở con đường riêng tự chủ. Đúng đạo trời cũng được mà xếp. Tự nhiên ông kia chơi xấu cấm giận. À, xui thôi bị em kia cấm giận. Từ khi Nga bận việc gia đình, HQ thừa nhận nước đục thả câu lọt top 10 thế giới, trong khi diện tích nhỏ xíu là do Mỹ đứng sau búp. À, Mỹ nó điếm thúi, thằng Mỹ nó tối ngày nó búp cho đệ nó không à. Thằng Mỹ nó chơi giống anh chơi đế chế, anh búp cho đệ anh không, đệ nó đi quýt lộn, anh nằm ở nhà anh khịa, anh chơi đế chế vậy đó. À, người Mỹ vô tâm lắm, làm công việc gì kệ bạn, ăn mặc có dơ hay có bị gì họ cũng không care, sống như robot chỉ cắm đầu đi làm đóng bill, vậy có được gọi là sống vui vẻ. Rồi ok thôi, mấy người Mỹ thì mày đam người Mỹ, tao đâu có thèm binh làm cái cô đâu, kệ bà đi. How do you think about tao chân? Go to search. Do you have any idea? Đam người Mỹ để cho người Mỹ lên tiếng đi. Mình ở giữa mình nghe thôi nha các bạn. Hay gọi đọc lại đam người Mỹ nha. Người Mỹ vô tâm lắm, làm việc gì thì kệ bạn, ăn mặc có dơ hay bị gì cũng họ cũng không care, sống như robot vậy đó, chỉ cắm đầu làm đóng bill thôi, vậy cuộc sống có được gì, vậy có được gọi là cuộc sống vui vẻ đâu. Đó, bạn này đam người Mỹ được rồi, để cho người Mỹ ra là tôi nói quá thực tế và đúng hiện trạng người Mỹ nên đâu ai dám nói gì đâu. Mấy bạn Việt Nam hãy tỉnh táo nếu mưu cầu cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nó thật sự biết sao không, tại nó chán mày quá nó thèm nói thôi. Tao đọc vô mỏm mày đơn giản thôi. Ok, mày nói cuộc sống vụt mặt đúng bill không, tao tiền đúng không, là không hạnh phúc đúng không. Vậy tao chỉ lấy ví dụ thôi. Vậy thì một năm bao nhiêu người Mỹ mà gốc Việt họ về Việt Nam ăn Tết và đóng góp kiều hối cho quê hương. Chừng đó thôi mày thấy mày chết mẹ rồi. Khỏi nói tới mấy Mỹ trắng đi đâu chơi. Khỏi nói tới mấy bạn Mỹ mễ đi đâu chơi. Mày thấy câu nói của mày ngu chưa, vả cho cái mỏ. Và ngược lại, hộ chiếu của mày đi được nhiêu nước. Cái đó là mưu cầu hạnh phúc và mưu cầu vui vẻ đó. Cũng mong được như nó, chứ bữa đi Universal đông quá anh ơi. Mà ghét like thấy mẹ nữa đúng không. Mà đi Universal có hai vé, vé bình thường chứ vé gì mà cái vé gì mà kêu lại gì quên rồi, tao quên tên vé gì rồi. Mà cái vé nó không xếp hàng, còn vé bình thường xếp hàng tới bà nội luôn. Hà Lan lên kế hoạch gửi Patriot cho Ukraine. Thì anh thấy cái tin viện trợ cho Ukraine dạo này nhiều lắm nha. Ukraine được viện trợ xe tăng hay với phòng không nữa. Nói chung Ukraine thì vô thế rồi. Anh đón Nga với Ukraine
Nga với Ukraine giờ thấy ai thắng ai thua chưa biết đó em. Vậy vấn đề Nga với Ukraine bây giờ em thấy ai thắng ai thua theo các em? Ai thấy Nga thua nhấn số 1, ai thấy Ukraine thắng, ủa lộn, ai thấy Ukraine thua nhấn số 2. Rồi bây giờ các bạn comment số 1 nhiều quá thì thôi số 1 thắng nha các bạn. Ai comment số 1 là trúng, tại vì phe số 1 đông hơn phe số 2. Đó, nhưng mà thật ra thì có những kết quả mà Nga phải chịu. Thứ nhất là về mặt trận năng lượng. Mặt trận năng lượng giờ thế giới nó đon khe luôn mấy em. Nó giá dầu giá diết giờ đon khe luôn. Mùa đông nó cũng ấm hơn nữa. Vũ khí về giá dầu là coi như phá sản. Còn mấy khác nữa ảnh hưởng rất là nặng nề trong nền kinh tế của Nga. Châu Âu dính lạm phát cao thì Nga thắng rồi, lý luận lớp 1. Ví dụ như các bạn đừng nghe lời tôi nói, đó là quan điểm và suy nghĩ của tôi. Các bạn nghe, các bạn đọc vô comment Quốc Dũng đi, nói là châu Âu dính lạm phát cao thì Nga thắng rồi. Các bạn có đồng ý với nó không? Nếu Nga mà cấm bay qua bầu trời của Nga thì thế giới cũng trao đảo chứ đùa. Mày viết đúng chữ trao đảo đi, lúc đó mới trao đảo nha. Mẹ chữ trao đảo viết cũng sai lên sai xuống, bị đặt nhận định về kinh tế đồ à gì. Thì Nga không cấm bay qua bầu trời nó thôi, chứ mà cấm thì thế giới chả trao đảo. Ủa tao nhớ như Nga cấm rồi mà ta. Thứ nhất tôi nhớ là Nga cấm rồi, còn bây giờ á có mấy đồng bạc cắt mày nói trao đảo, nói chuyện Nga mắc cỡ quá con ơi. Đó, bây giờ mày lên mạng mày search đi thảm cảnh của nền du lịch Nga, anh nói cho mày nghe luôn. Đó, mày vô mày search đi du lịch Nga hiện tại năm nay như thế nào. Trong đó có những đồng bào người Việt Nam của mình đó, người ta làm trong lĩnh vực du lịch, bây giờ ta bị ảnh hưởng rất là ghê gớm. Nó phải bay đường vòng, lại bay qua Bermuda, nó hút vào cái là chết luôn. Ông này học địa lý mấy điểm mày, mày bay đâu mà bay qua Bermuda hút cái chết luôn. Trời ơi, thằng nhỏ này kiến thức tầm bậy tầm bạ không. Thiếu khách du lịch Nga với Trung Quốc cũng chả hề hấn gì đúng không anh? Thôi cái này tao không dám nói nè. Đụng chạm mấy vụ du lịch này tao không dám nói nha. Chứ mà tao nói thiệt mày, nguyên tắc của anh thấy chỗ nào Trung Quốc đông làm đi à. Trời, chỗ nào Trung Quốc đông làm đi à. Anh không thích. Thế thôi. Ủa đi chụp hình, chụp mấy con chỗ dành chụp hình. Chụp cả tiếng đồng hồ. Bất lịch sự. Chụp hình là phải xếp hàng. Sọc vô chụp phát ngột đứng dẹo 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 hoặc. Đó là chỉ nói về vấn đề chụp hình thôi. Chưa nói về vấn đề khác. Nói thiệt với mày luôn. Vì Zelensky nên nghe lời Nga. Cho tất cả lãnh thổ Nga cần. Như vậy mới là người lãnh đạo hay. Giúp chấp dứt chiến tranh. Rồi ok, mày mở mày mời game đế chế lên. Mày mở game đế chế lên á, rồi thằng kẻ thù mày nó đòi đất của mày mày cho hết đi. Rồi lúc đó mày chơi game tiếp. Chứ cái tầm của mày á là ông Zelensky không kè. Mà thậm chí chỉ cần một người dân Ukraine bình thường thôi, người ta cũng đập mày sờ mờ lờ nữa. Mày chơi tới Zelensky luôn mới chịu. Tính bú farm hả mày? Nếu được đi Nga du lịch ngon hơn, nhiều cảnh đẹp hơn Mỹ thì mày đi. Ở đâu mày cấm đâu. Đó, thằng Nguyễn Quy Trương, Quốc Quy Trương gì đó, mày cứ bỏ tiền ra mày đi, mày làm video lên bảo đảm triệu view. Còn tiền trong túi người ta muốn đi đâu người ta đi. Chưa tới lượt mình tuyên truyền. Nói cho hay, nói cho dữ mà mình không đi. Ủa là sao kỳ vậy đó? Chết Nga có thật sự là chư hầu đúng nghĩa của Nga không anh Duy? Không biết có phải chư hầu hay không chư hầu, nhưng mà chuyện không liên quan tới mình. Xách quân đi đánh phụ, chết cả đám. Thì mày hiểu sao về khái niệm đó? Mấy em thấy Belarus không? Belarus kêu rủ đánh hoài, Belarus không đánh. Belarus mắc cười nữa. Belarus đó giúp đỡ Nga rất nhiều, nhưng mà cái chuyện đem quân đánh Belarus chần chừ. Chiến tranh nào cũng có dấu răng của Mỹ và phương Tây dạy Duy. Đâu mà chỉ cho tao coi. Chứ tao chỉ cho mày số cuộc chiến không có đó. Em đọc tin thấy đặc công chết Nga chiếm được một vùng quan trọng của Ukraine rồi, vậy hả em? Ở bên cái vừa cái làng gì á, Sole gì đó phải không? Gần Bakhmut phải không? Mỹ nó viện trợ cho Ukraine cũng về đích của nó thôi chứ tốt đẹp gì. Ủa thì kệ mẹ nó, đúng không? Thì kệ mẹ nó, cái chuyện nó viện trợ cho Ukraine là chuyện của nó, viện trợ cho Ukraine liên quan gì tới mày không? Thí dụ như giờ á, mày không thích Mỹ á, mai mốt nhà mà lỡ có chết đói á, mà thằng Mỹ nó viện trợ cho mày, mày cầm đồ mày chọi lại, ok anh không? Còn theo tôi thấy giờ Mỹ nó viện trợ cho ai chuyện của nó kệ bà đó đi. Anh thấy vậy là hợp lý. Mấy em thấy sao? Giờ em mới biết Nga cũng có công ty đến đánh thuê Wagner. Trời đất ơi, chuyện cũng cả năm trời giờ mày mới biết. Mày nghiên cứu tình hình Nga Ukraine nhưng mà kém dư trời. Công ty lính đánh thuê Wagner mà đi qua cái nước gì quên rồi, nước Serbia để thuê lính. Xong rồi ông chủ ông gì á, ông chủ Serbia ông cự quá trời luôn. Cái gì đâu rồi? Ukraine có đang thực hiện sứ mệnh nào mà NATO đặt ra ngay từ đầu thành lập không? À anh Duy, ai biết mày. Ông giờ Ukraine lo chuyện của nó đi chứ giờ sứ mệnh NATO gì? Gì là đưa Nga sụp đổ giống Liên Xô á anh. Tự nhiên Nga phóng heo mà liên quan tới Ukraine, mày nâng tầm Ukraine quá trời quá đất mày. Cái điều quan trọng là Nga phóng heo mà.